là một câu chuyện tạo động lực được rất là nhiều người. Và đây là một bạn trong ngân hàng, trên là giám đốc, dưới là bạn khúc giữa một đống luôn. Bối cảnh trước khi đến em quay là tạp vụ ngân hàng. À, hình như lúc nãy là có Tiên Dương Sapphire. Hồi nãy là có Tiên Dương Sapphire, và tháng 7 này là bạn chốt mục tiêu, là tháng 7 này là bạn chốt Emiro đó các anh chị. Cái người này liên chia sẻ em quay, nói hoài không hiểu chính sách. Chia sẻ hoài không hiểu chính sách, tại vì học có chưa hết lớp 9 nữa, chưa lấy được bằng cấp 2 nữa. Nhưng mà Liên nói thôi bây giờ như vậy, em quay á, em yên tâm, công ty tốt, chính sách công bằng ok, nhưng mỗi cái là em không chia sẻ được. Em quay có mượn sức để thành công, nó khác với công việc bên ngoài. Ngày hôm nay đến với em quay, chúng ta có lãnh đạo, chúng ta có công ty, chúng ta có thầy cô, chúng ta có tuyến trên của mình. Chỉ cần em có giấc mơ, chỉ cần em có khao khát, chỉ cần em chịu nỗ lực, thì đoàn đội sẽ bù khuyết được cho em. Bạn ok. Và bạn chỉ làm mỗi cái việc khởi nghiệp em quay đó là học minh họa sản phẩm thôi. Và Liên nói là sao, cũng đơn giản, bây giờ em không biết nói, em cứ làm dở lên hai cái, em nói thấy chưa là được rồi. Và ngày hôm nay, từ một người ô xin đến với em quay, mỗi tháng bây giờ thu nhập đã hơn 100 triệu các anh chị. Từ một người ô xin có thể thông qua em quay mua nhà, mua xe. Và ngày hôm nay, bạn đi du lịch cùng với Liên từ đây tới hết cuộc đời. Vậy thì có phải em quay thay đổi vận mệnh của con người không ạ? À? Và các anh chị thấy là cái tấm hình trước đây của bạn. Tấm hình này là bạn nói với Liên là bạn đi du lịch với chồng là binh lên dữ lắm luôn rồi đó. Binh lên luôn dữ lắm rồi đó. Và ngày hôm nay là sao? Cực kỳ thay đổi các anh chị. Cho nên Liên cảm thấy yêu em quay đó là gì? Và tại sao Liên gặp ai Liên cũng chia sẻ em quay? Tại vì em quay tốt thiệt. Cho nên đến với em quay Liên muốn chia sẻ với các anh chị. Thành công khởi điểm là niềm tin. Đó là chỉ cần chúng ta có niềm tin, tin vào công ty, tin vào sản phẩm, tin vào câu hỏi này, tin vào đoàn đội và tin được chính bản thân mình làm được, thì chúng ta sẽ thành công. Cô của Liên là người làm em quay số 1 trên toàn cầu. Cô có hai, cô có chia sẻ đó là đến với em quay bạn cần phải có hai niềm tin. Niềm tin thứ nhất là ai cũng sẽ thành công, cho nên gặp ai cũng cứ nói đi, người ta hiểu, người ta làm, người ta sẽ thành công. Và đó là do có một Lâm Kiều Loan ngày hôm nay. Không từ chối, không chê ai hết các anh chị. Gặp ai Liên cũng nói, gặp ai Liên cũng nói. Tại vì khi mà Liên nói á, là Liên suy nghĩ trong đầu, trời biết người này mà hiểu em quay một cái, mà lên diamond một cái là cuộc đời họ thay đổi. Cho nên khi mà Liên không nói, Liên cảm thấy bản thân mình ích kỷ các anh chị. Biết tốt mà không nói là Liên cảm thấy mình ích kỷ. Niềm tin thứ hai là tin người ta nghe một lần, người ta chưa có hiểu. Vậy thì nghe một lần chưa hiểu thì mình cần làm gì à? Kiên trì nói nhiều lần. Và đó là lý do ra được ba nhánh này các anh chị. Kể các anh chị nghe nhánh thứ nhất, mới vừa lên Tiên Dương hồi nãy. Đây là một nha sĩ và Liên quen ở trên mạng thôi. Và Liên chia sẻ em quay 6 năm bạn này mới nghiêm túc thật sự nghiên cứu em quay. Và sau 6 năm kiên trì thì bạn làm 1 năm bạn lên Platinum các anh chị. Chưa hết. Cái ông ở giữa là thầy Mai Văn Vinh, dạy và có bằng khen của Thủ tướng. Đây là người bạn học thời sinh viên của Liên. Dạy môn toán ở thành phố Vĩnh Long. Và đây là một ngôi sao sáng, dạy có bằng khen, dạy giỏi dữ lắm các anh chị. Và khi Liên bắt đầu em quay thì Liên đã chia sẻ cho ông này rồi. Và Liên thì cứ kiên trì chia sẻ, còn ông này thì cứ kiên trì từ chối và ngoảnh đi, ngoảnh lại. Người ta nói là tuổi xuân như một tách trà, đúng không các anh chị? Ngoảnh đi, ngoảnh lại, từ chối mất bà 10 năm. Và sau 10 năm, thì với người khác, Covid là một cái điều gì đó nó kinh khủng. Nhưng với thầy Vinh, Covid đó là mở ra một trang mới cho cuộc đời. Covid thì đâu đi đâu được đâu, ở nhà. Và cứ ở nhà thì Liên lại tiếp tục chia sẻ. Và ở nhà mà rảnh mà, trước đây thì không rảnh, không nghiên cứu. Bây giờ rảnh thì nghiên cứu em quay. Và sau khi nghiên cứu em quay thì làm thì 4 tháng. Tháng thứ 5 lên Silver. Và tháng thứ 5 lên Silver thì nghỉ làm toàn thời gian. Và năm nay làm năm đầu tiên lên 5 pin. Và năm nay sẽ là một Founder Platinum các anh chị. Tách nhánh dưới luôn.
hình cái người cuối cùng đó là anh Toàn và chị Chi. Đây là nhánh thứ 8 của Liên. Và năm nay cũng là một nhánh founder Latinum. Các anh chị biết đó là sao? Có nhiều người nói lãnh đạo ơi, em khởi nghiệp em quay á là bây giờ em nợ lãnh đạo. Nói, em nợ được á là chị chúc mừng em á, tại vì em có uy tín hơn chị ngày xưa. Ngày xưa chị hỏi nợ người ta cũng không cho chị nợ luôn. Các anh chị biết tại sao Liên quen chị Chi không? Hồi đó là Liên về Bạc Liêu công tác và sau đó mua một căn nhà cấp 4. Mua nhà thì công chức mà mua nhà thì đố các anh chị sẽ đi làm gì? Vay. Mà thường người ta vay thì bắt đầu ngân hàng giải quyết đúng không? Liên vay chị Chi không giải quyết. Phó giám đốc ngân hàng và bây giờ vẫn là phó giám đốc ngân hàng nha các anh chị, nhưng làm bán thời gian em quên. Không giải quyết. Mà Liên là người của mục tiêu không giải quyết, mình phải tìm cách đúng không? Và tìm cách cuối cùng giải quyết. Và đó là cái cơ duyên mà Liên biết chị Chi. Và sau khi mà Liên biết em quay, 10 năm trước, 11 năm trước Liên chia sẻ em quay. Các anh chị nghĩ đi, một người là phó giám đốc ngân hàng, mình đi vay tiền người ta không cho mình vay, bây giờ mình quay lại mình chia sẻ cơ hội kinh doanh, thì theo các anh chị thì cái khả năng gật đầu hay là lắc đầu? Lắc nhiều hơn gật đúng không? Liên cảm thấy điều đó là bình thường. Và không biết lúc đó là sao đó mà sau này chị Chi kể lại với Liên á, đó là chị Chi nói là hồi đó lãnh đạo nói á, thu nhập lãnh đạo mà 100 triệu là lãnh đạo về kiếm chị. Nhưng mà sao giờ hơn 200 mà sao không thấy kiếm vậy? Và anh chị làm em quay hồi tháng 9 các anh chị. Đúng đầu năm tài chính bắt đầu làm em quay. Tháng thứ 3 lên Silver và duy trì liên tục tới bây giờ. Và anh chị vừa đạt danh hiệu Platinum tháng trước, tháng sau là Ruby và cuối năm nay sẽ là Founder Platinum, là nhánh thứ 8 của Liên. Liên đúc kết ra một cái bài học. Các anh chị có để ý tại sao Liên đưa ba cái ông này lên một like không? Vì ai càng từ chối, các anh chị càng kiên trì. Mà người ta càng hiểu, sau này người ta hiểu, người ta làm dữ lắm, một năm là thành công hết trơn rồi các anh chị. Vậy thì người ta kiên trì từ chối, mình kiên trì chia sẻ, xem ai kiên trì hơn ai. Nếu mà ngày hôm nay mình cái độ kiên trì mình nhiều hơn, ta nói là gì? Khi người ta mình kiên trì với những gì mình kiên trì thì người ta sẽ hoài nghi những gì người ta hoài nghi. Và ai kiên trì hơn thì người đó sẽ lên sân khấu. Cho nên thành công khởi điểm là niềm tin, nhưng về đích phải là sự kiên trì. À, có một người nói với thầy của Liên, nói là trời ơi lãnh đạo Trung ơi, em ngưỡng mộ lãnh đạo quá. Lãnh đạo là sao? Đào tạo ra quá nhiều lãnh đạo là sao? Tài giỏi. Thầy Trung mới nói không, lãnh đạo nhà em không có tài giỏi, mà lãnh đạo nhà em là ý chí hơn người khác. Và khi mình có niềm tin rồi thì mình làm gì? Hành động sẽ quyết định nhanh chậm các anh chị. Ngày hôm nay Liên học được một bài học từ cô người thành công nhất trên em quay trên toàn cầu, đó là cô Holly Chef. Mặc dù cô là người thành công nhất toàn cầu rồi, nhưng mà khi cô đi chia sẻ thì cô vẫn minh họa sản phẩm và cô vẫn làm những cái cơ bản. Vì cô dạy đây là gì? Cơ bản là quan trọng nhất, đơn giản là hiệu quả nhất. Và ngày hôm nay Liên muốn xây dựng ra thì Liên vẫn phải liên tục đi chia sẻ, bắt đầu từ nền tảng sản phẩm của em quay, lan tỏa tình yêu em quay. Và với Liên em quay rất là đơn giản. Em quay đầu tư siêu thị, em quay đầu tư cơ sở vật chất, em quay có nhân viên hỗ trợ hàng hóa. Việc của mình là đi chia sẻ giúp cho nhiều người hiểu được sản phẩm tốt, vô em quay sạc. Và cái gì? Sức mạnh của sự lặp đi lặp lại. Một giọt nước không làm đầy ly, nhưng mà sự lặp lại của từng giọt nước sẽ làm tràn ly, đúng không ạ? Chia sẻ, gặp ai cũng chia sẻ, ở đâu cũng chia sẻ. Nhưng mà Liên lên Diamond vào cái thời điểm dịch các anh chị. Các anh chị có nhớ năm rồi, Liên hoàn thành cái pin Diamond vào tháng 7. Ngay cái thời điểm đó là, Liên nhớ là chỉ thị 16 các anh chị nha. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ở trong nhà không được đi đâu hết. Vậy thì bây giờ làm sao để Liên lên Diamond? Chia sẻ với các anh chị một điều, đó là gì? Dừng lại và đợi chờ là con đường đi đến thất bại. Khi mà không bước ra ngoài được, với người khác người ta cảm thấy là chết rồi, nhỉ sao làm em quay? Nhưng mà thầy cô Liên nói với Liên, đây là cơ hội ngàn năm có một. Ngày hôm nay người ta không ra đường được, người ta ở nhà, người ta rảnh, đây là cơ hội mình chia sẻ em quay, tăng tốc chia sẻ lên. Và bắt đầu Liên cùng với đội nhóm thiết lập lịch làm việc từ sáng tới chiều, liên tục. Thay vì trước đây mình di chuyển, mình đi chia sẻ thì nhiều khi mình di chuyển từ Cần Thơ qua Vĩnh Long, mình chia sẻ được có 1 ca thôi. Hoặc là 2 ca, hoặc là 3 ca là hết giờ rồi, tại vì thời gian di chuyển mình mất rất là nhiều thời gian.
Nhưng mà mùa dịch ai cũng ở nhà, mình cũng ở nhà, bắt đầu lên lịch 2 tiếng một ca, 2 tiếng một ca một ngày, mình có thể chia sẻ được 8 lần các anh chị. Và đó là lý do tại sao Liên lên Diamond trong mùa dịch các anh chị.